đặt trước còn chưa chưa theo chó ấy. Con này chưa tắm nên nhìn nó bẩn, tắm xong nó trắng bóc lên. Ít đứa lớn lông nó dài lực lượt đều lắm. À, anh Thao ơi, cho nó vào đi xe cộ với anh Thao kìa. Đi vậy. Mệt tí mà đánh đá ghê. Bọn này sửa buồn cười quá. Đi vào thẳng trong rẽ trái. Tầm 1 ạ. Góc. Rồi thẳng. Nó biết mà, nó biết rồi cả. Nó phải chỉ là nó phải kém. Con được 5 triệu rưỡi ăn cái 6 triệu chị ạ. Má con trắng đây nhá. Con này con được 5 triệu rưỡi ăn cái 6 triệu. Con này yêu lắm, con này mặt nhân yêu lắm. Bẩn. Con này bẩn đấy nhở. Đúng là ngu như chó. Yêu chưa? Còn một con trắng phốc sóc lai 3,5 triệu. Con này khôn kinh khủng luôn. Biết lậy ăn rồi, lậy xin ăn rồi. Con này khôn lắm. Con trắng này thì 3,5 triệu ạ. Con đàn pung vừa nãy 5,5 triệu được 6 triệu cái ạ. Con này khôn lắm. Tiêm phòng này đủ 2 mũi rồi. Phốc sóc lai. Con này 3,5 triệu. Ai nhiệt tình thì vẫn có bớt 1 tẹo. Tiêm phòng 2 mũi đầy đủ rồi. Ai mà muốn chắc chắn nữa thì tiêm thêm 1 mũi nữa. Bảo hành sức khỏe. Mũi tịt.
đuôi. Cái gì? Cái gì có đuôi? Lẩu bò có đuôi. Quần ở nhà không nhỉ? Quần ở nhà không? Chinh quá, 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 chinh quá. Con này tiêm phòng một mũi rồi. Năm triệu rưỡi con đực, 6 triệu con cái. Yêu quá. Chẳng chịu giải thảm cỏ ra mà live stream. Nó xinh. Năm triệu rưỡi một con đực, 6 triệu một con cái chị ạ. Em tiêm phòng một mũi rồi. Bây giờ tiêm thêm một mũi nữa thôi. Tiêm phòng một mũi mất hơn 100.000 thôi. Không đắt đâu. Minh làm gì có tiền mua, đừng có hỏi Minh ạ. Minh chỉ có tiền mua chim thôi. Minh ạ, Minh ạ. Em ở cổng trường cấp 3 Việt Trì. Ở Gia Cầm Việt Trì chị ạ. Có số điện thoại ở trên đấy hả? Chị liên lạc có số điện thoại ở trên đi. Chị đến tận nơi mà xem. Em bảo hành sức khỏe mà. Nuôi thoải mái. Con này dễ nuôi lắm. Ăn cơm thịt, một tí thịt bình thường thôi. Cơm canh nó cũng ăn. Không khó nuôi đâu. Mình có vào trúng lô đâu, mình toàn xịt thôi Minh ạ. Bọn này dễ ăn lắm. Cơm canh một tí thì thôi là nó cũng ăn rồi. Không khó nuôi đâu. Mua con cái về nuôi nha. Xong nó đẻ được 3-4 con thì chả mới chốc mà gỡ lại gốc. Lãi to luôn. Nhỏ. Con mũi tịt này, con mũi tịt này. Con mũi tịt. Nó to khoảng 6kg chị ạ. Nhưng mà nó lằn thịt đấy. Nó lằn thịt, nó nặng nhưng mà nó bé, nó không to đâu. Để nó lằn thịt. Vãi cả sò rượu 1 cân. Hỏi bao tiền cân? 6 triệu 1 cân. 1 cân là 6 triệu 1 cân đúng rồi. Có được 1 cân không? Hả? Được cân à? 1 cân. Vãi cả bao tiền 1 cân. Bao tiền hỏi bao tiền 1 cân thì ra phố chó. Chuẩn luôn, không like một tí nào. Chú. Nhìn này sao lại bỏ like nhở? Chó xịn của người ta. Đến đây con.
5 triệu rưỡi con được 6 triệu con cá anh Quân ạ. Đến xem đi, nếu thích em bớt cho. Quân mua thì không bị đắt đâu mà nó. À anh Quân ơi, có một con này này, con này hỏi vợ anh thích con này không này. Con này khôn lắm. Phốc sóc lai 3 triệu rưỡi. Anh Cơn thả ra anh Cơn. Con này khôn cực. Biết vái xin ăn rồi. Ngoan kinh khủng luôn. Đi vậy. Nhiều lắm, tiêm phòng này đủ 2 mũi rồi. Này. Đây. Đấy, yêu chưa? Ui tổ kiến. Bãi cả tổ kiến ấy. Đi ra. Ui ra đi ra bế bế lên để anh xin. Đi ra không nó cắn. Tàu kinh khủng ấy. Cúp vào. Đâu chơi nữa. Vào. Ui. Sao cái chỗ này? Thế? Lại sao sắp mưa rồi. Chị Hà lấy rồi bà. À, bọn này dễ nuôi mà anh Quân. Không có nuôi đâu mà sạch lắm, không bẩn một tí nào. Cho trẻ con chơi với chó cũng tốt mà. Ở nước ngoài trẻ con 2-3 tháng là ôm chó chơi rồi. Anh mua thì mua con phúc sóc kìa. Cho trẻ con chơi chó tốt mà. Nuôi con này cũng hay này. Con này thì nó sạch. Nó không có lông ấy, nó sạch. Dễ chăm. Bọn này dễ ăn lắm. Ăn cơm thịt, một tí thịt bình thường, cơm canh thôi, không có nuôi đâu. Vâng. Hơi bị yêu luôn. Hôm vừa rồi nhà em có đàn Bắc Kinh là Nhật hơn triệu thì chả thấy bắt, chả thấy hỏi. 6 triệu em ạ. Em ở cổng trường cấp 3 Việt Trì. Ai muốn đến xem thì liên lạc vào số điện thoại ở trên nhé. Đây này, fan, các fan hâm mộ này. Phương. Các fan hâm mộ. Chó nhà người ta bán. Cậu mày đi học mà cút đi. Fan hâm mộ này. Mắt xanh đi nhỉ. Ồ, thật này. Linh linh. Đẹp thế. Đẹp là cây đấy, mình nhìn thấy không? Nhìn thấy đẹp. Đẹp. Ui, nó nhảy lên kìa. Con này cút tay. Phương ơi, Phương, đi vào đâu? Lên. 5 triệu rưỡi con đực, 6 triệu con cái bạn ạ. Ai nhiệt tình thì vẫn có bớt một chút. Có số điện thoại ở trên đấy ạ, ai muốn đến xem thì liên lạc vào số điện thoại ở trên giúp em. Tiêm phòng một mũi rồi. Bây giờ chỉ cần tiêm một mũi nữa thôi. Tiêm một mũi hơn 100 nghìn nữa thôi, 130 hay là 150 ấy. Bọn này dễ ăn lắm. Ăn đơn giản lắm, không khó nuôi đâu. Bảo hành sức khỏe. Mày cá tạo, mày cá tạo, mày cá tạo, mày cá tạo. Mày
tháng nhiều lắm. 5,5 triệu một con anh ạ. Con đâu? Ơ con đâu? Biết đó đâu rồi? Sao mà? Sao con lại mở chuông ra? Cho em cái. Tao ra hoàng trà đó. Còn một con phúc sắc lai này. Con này khỏe lắm. Đàn pung ba con vừa nãy thì 5,5 triệu chị ạ. Còn con phúc sóc lai này 3,5 triệu. Tiêm phòng đầy đủ rồi, bây giờ chỉ việc tiêm thôi, chỉ việc nuôi thôi. Con này khôn lắm, vái xin ăn khôn lắm. Ít nó lớn, lông nó dài, lượt thừa đẹp lắm. Ăn đâu? Con này 3,5 triệu này. Ai mà nhiệt tình đến xem thì vẫn mất một chút. Cam à? Chanh. Con được 6 triệu con cái anh ạ. Hai con cái đúng không anh không? Còn hai con cái một con đực. Cháu chẳng thấy chưa. Các fan hâm mộ này. Em ở cổng trường có 3 vị trí này. Béo là mẹ. Béo là bố. Thôn béo là mẹ. Thôn bình thường là mẹ. Thôn bé là mẹ.
5 triệu rưỡi con đực, 6 triệu con cái mọi người nhá. Ai mà muốn đến xem thì liên lạc vào số điện thoại trên ạ. Tắt đây.